vài buổi, ý tưởng ban đầu rất tốt nhưng cái chúng ta cũng không làm được, cuối cùng lại bỏ dở, rất khó. Lần này có lẽ là lần thứ ba, thì tôi hy vọng rằng với cái quyết tâm ban đầu thì chúng ta cố gắng duy trì cái nền nếp học của chúng ta như nào đó để cho nước ta nó thành công, trước hết là cho chúng ta, sau cho nhà trường. Thì tôi nghĩ đến thế. Thì với cái cách đó, quản lý đào tạo chúng tôi cũng xin cùng công tác với đoàn thanh niên được sự giao nhiệm vụ nhà trường công tác đoàn thanh niên, chúng tôi cũng sẽ thực hiện quy chế như nhà trường được quy chế đối với lớp này.